vợ Quang Hải căm khoe túi nửa tỷ đồng. Hot girl Chu Thanh Huyền thường phối túi Hamburkin gần 500 triệu đồng theo nhiều phong cách, khi thì năng động, lúc lại dịu dàng. Một lần xuống phố mới đây, Chu Thanh Huyền kết hợp áo len không tay với quần jean suông khỏe khoắn và tạo điểm nhấn bằng túi Hamburkin, dòng phụ kiện được mệnh danh tuyên ngôn của giới thượng lưu. Thiết kế xa xỉ trở thành bạn thân của người đẹp sinh năm 2000, được cô xách theo cả khi diện áo thun và quần nỉ đơn giản. Chu Thanh Huyền yêu thích trang phục màu trung tính nên dễ mix ăn ý cùng chiếc túi đắt đỏ. Một lần du lịch cùng ông xã, cô chọn váy maxi ren nữ tính và đeo Hamburkin, trong khi Quang Hải sử dụng túi Louis Vuitton. Cả lúc mặc áo dài đi shopping trong cửa hàng Gucci, Thanh Huyền cũng đem theo cục cưng của mình. Mẫu túi gần nửa tỷ đồng xuất hiện bên Hot Girl Gen Z trong chuyến công tác Hàn Quốc, được phối kèm váy len trắng ôm sát tôm đường cong. Ngoài ra, Thanh Huyền còn có nhiều thiết kế túi hiệu khác, chẳng hạn lấy đi Dior khoảng 150 triệu đồng. Dịp 8/3 năm nay, tiền vệ Quang Hải tặng bà xã chiếc túi chế nồ hơn 100 triệu đồng. Chu Thanh Huyền cũng sử dụng nhiều phụ kiện cao cấp như kính râm radar, vòng tay và vòng cổ vang clip Apple. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.